sắc, có điều gì kỳ lạ sẽ xảy ra. Xin mời. Tắt một bên. Còn 4 kết quả. Đúng rồi. Wow, còn lại 4 kết quả. Lạ quá. Ủa, ST hết hồn hoài đúng không? Hết hồn luôn á trời. Nãy giờ cứ la hoài. Không nghĩ là nó tắt luôn á. 4 đáp án và trong đó có 2 cái đúng, 2 cái sai. Chúng ta sẽ phải đứng vào ít nhất 2 vị trí và bàn bạc với nhau như thế nào thì cứ vậy mà làm. Một người đúng được 2 triệu. Ba bạn á, nhớ nghe lời đội trưởng nha, đừng có lôi đội trưởng như thú nữa nha. Em ơi, đã từng có một đội trưởng bị người chơi á nắm tay lôi mà đội trưởng ngồi bò xuống đất, nó kéo như con nó đi vậy đó. Ghê vậy. Thiệt. Nhưng mà hơn cái là cái em đó kéo đi á, cuối cùng lại đúng. Đáp án, xin mời. Đà Nẵng, Việt Nam. Bangkok, Thái Lan. Tokyo, Nhật Bản. São Paulo, Brazil. Mời các em quay lại. Nước nào không phải là thủ đô? Hai thành phố được du khách tìm kiếm khách sạn nhiều nhất 2020 do Google công bố. Bắt đầu. Đà Nẵng. Quay lại. Đà Nẵng với Bangkok chứ. Còn mấy mình chia người ra, mỗi người đứng ngô. Chị ở Đà Nẵng á, ai đi theo chị không? Đà Nẵng thôi gì nữa. Bangkok, chị nghĩ Bangkok đó. Chị ở Đà Nẵng. Cái phần còn lại nếu các bạn không chắc, các bạn có thể chia ra. Đúng rồi. Hãy chia ra để an toàn. Hết giờ. Anh nghe các bạn bàn Đà Nẵng và Bangkok, cuối cùng các bạn vô São Paulo, Brazil. Xong rồi kêu bạn, cái đó không phải đâu, chạy qua đây đi. Thôi kệ đi, đúng luôn. Em ơi, em bất chấp luôn hả em? Tại vì theo linh cảm của em. Cho nên là mình thấy nó lạ lạ. Bởi vì mình cảm giác nó khác biệt đúng không? Dạ. Còn ở Bangkok, Thái Lan đất nước quá quen thuộc của chúng ta. Một đất nước du lịch. Em đến Thái Lan bao giờ chưa? Dạ chưa, nhưng mà em nghĩ là du lịch ở Thái Lan rất là nhiều ạ. Đúng. Còn Đà Nẵng, Việt Nam thì Sapuka và em? Em nghĩ Đà Nẵng là một nơi mà khách du lịch rất rất là nhiều luôn, từ tất cả các nước đến với Việt Nam, và thậm chí người Việt Nam mình cũng đến Đà Nẵng rất là nhiều. Ừ. Và có thể là một năm em nếu mà đi du lịch là em luôn chọn Đà Nẵng, tại nơi đó rất là không khí trong lành. Còn Nhật thì em thấy là Nhật thì chi phí đi du lịch thì hơi cao. Anh sẽ công bố đáp án Nhật Bản nha, để xem cái điều Buka vừa mới chia sẻ có đúng hay không. Đáp án Tokyo, Nhật Bản đúng hay sai? Đó là đáp án không chính xác. Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 4 trong top 10. Tiếp theo, anh sẽ công bố đáp án Brazil. Vị trí mà em gái cảm nhận là nó đúng và lựa chọn, và nó cũng là một cái nơi nó khác biệt nhiều nhất so với ba cái vị trí này. Đúng đi. Chính xác. Đúng. Yeah. Hay không? Cái linh cảm của bạn này rất là nhạy. Cảm nhận nó có cái sự khác biệt và chọn cái vị trí này đúng luôn. Chưa bao giờ em có một cái cảm xúc mà hai chiều lẫn lộn như vậy luôn á. Thế nào? Vừa yeah xong cái cảm giác yeah xong là đây, chết rồi, không lẽ mình gớt. Bangkok, Thái Lan và Đà Nẵng, Việt Nam. Thật ra những nơi này đều là những cái nơi mà thu hút rất nhiều du khách. Thôi hãy đặt niềm tin vào Việt Nam đi. Đừng rớt xuống. Em niệm chú á Buka. Dạ. Em niệm chú. Ôi. Yeah. Chính xác. Thấy chưa? Phải nói rằng Việt Nam của chúng ta rất là hãnh diện khi được xếp Đà Nẵng ở vị trí số 1 trong top 10. Wow. Nhiều người tìm kiếm nhất trên Google tìm khách sạn ở thành phố Đà Nẵng. Quá tuyệt vời luôn ha, cho ngành du lịch Việt Nam. Còn ở Bangkok, Thái Lan chỉ được xếp thứ 8 trong cái top 10 này mà thôi. Chúc mừng các đội, mời các em về chỗ. Và các bạn mang về chế độ của mình 6 triệu đồng. Xin mời đội Sư Tử. Qua mỗi một câu hỏi là rụng mất một thành viên. Nhà mình còn tới 4 người, ráng bảo toàn cái lực lượng này giùm anh. Mời đáp án. Thành phố Fayum, Ai Cập. Thành phố Argos, Hy Lạp. À biết rồi. Thành phố Jericho, Trung Đông. Thành phố Bilos, Lebanon. Mời xem câu hỏi nào. Những thành phố lâu đời nhất thế giới hơn 6.000 năm tuổi. Bắt đầu.
Anh chọn Lebanon, Milos á. Mình đi đâu vậy? Đi theo anh. Đội trưởng xong thảo luận với mọi người đi. Còn nó không chia ra. Chia ra cho an toàn đi các em. Ai là cặp? Cái này của anh đúng nè. Cho nên là nếu mà tụi em không chắc chắn đáp án đó thì tụi em có thể qua đây đứng cùng với anh. Chia ra. Chia ra đi. Ai cặp? Chia ra. Đây một người qua đây, một người qua đây. Bây giờ thì cái khả năng ra đi ba người là rất cao. Em gái ơi. Dạ. Trong khoảng 3-4 giây cuối cùng gì đó, em quyết định em bỏ bạn mình. Em rời khỏi Hy Lạp, em qua thành phố Pylos ở Lebanon. Em biết nơi đây là đâu không? Dạ không. Không biết. Từ giác quan thứ 6 từ bạn em. Em đặt niềm tin vào đội trưởng. Đội trưởng có biết về nơi này không? Thì em hay coi những cái phim mà giác đấu anh. Thời hồi xưa á. Đúng rồi. Thì đây là những cái thành phố mà em nghĩ rằng là em có coi và có thấy những cái tên qua. Thì em hy vọng là đây là những đáp án đúng. Em hy vọng ha. Ở đây còn có mình bạn trai đứng ở Hy Lạp mà thôi. Thành phố Fayum ở Ai Cập không ai chọn hết. Trong khi Ai Cập chúng ta cũng biết rằng họ có một cái nền văn minh rất là lâu đời. Vậy mà không ai lựa chọn. Anh sẽ công bố đáp án Jericho ở Trung Đông. Em kéo nó xuống đó anh. Chính xác. Đây là một trong những thành phố cổ nhất thế giới. Wow. Hơn 11.000 năm tuổi, rất lâu. Tiếp theo, thành phố Fayum, Ai Cập. Rớt nha mọi người, rớt. Thôi cái này màu đỏ rồi. Màu đỏ. Sexy, ST, em nói màu đỏ phải không? Được, anh sẽ dành đó cho em gặp sau. Để biết kết quả như thế nào, anh qua Hy Lạp trước nè. Cái này mà đúng một cái thì hai cái chiếc két sắt kia sẽ tự động rơi xuống. Tụi mình sẽ cầu nguyện cho bình. Đây là đáp án không chính xác. Chính là cái chỗ đó. Cái chỗ đó không hợp phong thủy. Đừng bao giờ chui vô cái chỗ đó nữa. Đâu, cái câu đầu em chui vô chỗ đó em thắng. Nhưng mà đội anh chui vô chỗ đó là bị sập xuống nha. Kệ đội anh. Còn lại hai thành phố của Ai Cập và Lebanon. Cái nào đúng, cái nào sai? Non. Niệm thần chú giống em đi. Đừng cho nó rớt xuống. Ồ, khoan xí cho em hỏi. Là bây giờ nếu mà tụi em mà bị loại là tụi em loại luôn. Đúng vậy, là đội kia sẽ vào vòng đặc biệt. Chính xác. Thành phố Fayum ở Ai Cập là hơn 4.000 tuổi. Còn thành phố Pylos ở Lebanon là hơn 7.000 tuổi. Chúc mừng ba bạn đã lựa chọn đúng đáp án này. Xin mời về chỗ. Các bạn cũng mang về cho đội của mình 6 triệu đồng. Hai đội là ngang tài ngang sức ha. Đều y chang nhau. Cứ mỗi một câu rụng bớt người. Giờ còn lại một câu nữa của vòng 1. Mời đại bàng. Và bây giờ mời các em là tiếp tục xem cái điều không kỳ lạ thì diễn ra. Không kỳ lạ. Thấy không? Đâu có kỳ lạ. Tắt một ngọn đèn nữa thôi đỡ hao điện. Còn lại 3 đáp án và chỉ có một đáp án là đúng mà thôi. Nhưng mà ở đây mình còn đủ 3 người thì có gì mình cứ rải ra mỗi ô đứng người. Cũng là thế lý. Nào cũng có người trúng ha. Mời đáp án. Màu xám, màu bạc, màu cam. Mời các em xem câu hỏi. Hộp đen máy bay có màu gì? Ơi, bắt đầu. Hỏi đây. Ơi. Em biết câu trả lời này. Đi vô một cao mấy đứa ơi. Đây. Trời ơi. Vẫn còn thời gian. Vẫn còn thời gian. Nếu không chắc các bạn chia ra cho an toàn. Đọc kỹ câu hỏi. Hộp đen máy bay có màu gì? Tin chị không? Nơi một bạn nó tách ra đi. Tách ra đi. Không. Nhanh lên. Không. Tại sao? Tại sao? Đơn giản một điều thôi anh. Hộp đen máy bay là hộp chứa những dữ liệu bí mật của máy bay. Khi mà máy bay gặp sự cố hay là gặp vấn đề gì thì cái hộp đen đó sẽ là cái nơi để mà chúng ta phát hiện được sự cố đó là gì. Thì chắc chắn cái hộp đen đó nó phải màu sáng, màu rực rỡ, người ta mới dễ tìm.
Em ơi, em nhìn đi, trong ba cái màu chương trình đưa ra. Dạ. Màu bạc, nó đâu có u tối đâu em. Màu bạc nó giống inox. Tuy nhiên có một cái gì nó lóe sáng, do nó phản chiếu ánh sáng mặt trời, có phải dễ phát hiện hơn không? Nhưng mà màu cam nó sáng hơn. Màu cam chưa kể, nó dính lọ nghẹ vô trong đó là sao sáng. Ủa mắc gì mà dính lọ nghẹ? Thì nó cháy, nếu lỡ như có trường hợp sự cố xảy ra, nó cháy, màu đen, nó bị dính lọ nghẹ than này kia xung quanh vô. Thôi kệ đi. Nhưng mà em đọc thông tin này ở đâu? Em suy nghĩ như vậy. Em suy nghĩ như vậy. Nhưng mà với lại á, ngày trước có một chiếc máy bay rớt á, thì em cũng theo dõi sát sao lắm. Và em thấy người ta tìm không ra, thì em cũng không nhớ nó là màu gì nữa. Cái vấn đề là biết có một chiếc máy bay rớt, người ta tìm không ra, rồi mình cũng không biết nó màu gì luôn, rồi mình tự suy diễn. Mà nói như đúng rồi, đẩy hai đem vô chung với mình luôn. Trong khi bé kia rõ ràng anh thấy nó trao đảo dao động. Em quay qua em hỏi, tin chị không? Bé tin chị không? Tin là chúng em tin nhau. Ok. Và chúng em được. Tin màu cam. Anh sẽ cho các em biết đáp án màu xám trước. Đó gọi là cái hộp đen mà tự nhiên không chọn cái màu tương đồng. Cái đó nó mới lạ đó anh. Nếu về thà người ta đặt là hộp cam đi. Hộp cam không được, hộp đen là chứa những gì bí mật nó mới đen tối. Không có gì bí mật luôn á. Bí mật chứ, hộp đen nó để đâu coi, ai cũng được nghe xám. Đâu. À hộp đen thêm là người ta nghe giống như là nghe radio vậy đó hả? Rồi, đúng hay sai, mình sẽ biết ngay bây giờ. Màu xám là nó gần gần với màu đen. Màu xám nó gần với màu đen, mà bởi vì nó không đen bằng cái màu đen. Đúng. Cho nên nó phải sai thôi. Bây giờ còn lại cam và bạc đều là hai màu mà có cái độ chiếu sáng. Đặc biệt là màu bạc, nó có cái độ bắt nắng. Để coi, em không chọn màu bạc, em có hối hận hay không nha Buka. Đúng rồi, nhìn thấy cam lè. Trời ơi, em làm như là nó tỏa hào quang á, cam lè. Đừng xuống nha, đừng xuống. Đừng có xuống mà. À, suy luận của Buka thật ra anh chọc em vậy thôi, chứ đó là một cái suy luận đúng. Nhưng mà thật ra ngày trước em biết không, cái hộp đen ban đầu người ta làm màu đen thiệt, cái sau đó khi mà có những cái sự cố hay là tai nạn xảy ra, người ta không có tìm thấy, hoặc là người ta rất là khó tìm được cái hộp đen đó, cho nên sau này người ta mới quyết định đổi qua cái màu cam. Cái hộp đó được làm từ titanium và cái màu cam để cho nó bắt mắt mọi người nhìn dễ dàng thấy hơn. Và đó là cái sự lựa chọn cũng như là sự suy luận chính xác từ Buka. Các em mang về cho đội của mình 15 triệu đồng. Yeah. Mời các em đến đây. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp lại hai thành viên của đội mình khi nãy. Ủa, mặt vẫn còn buồn ha hai em. Đội mình qua được vòng 1 ngon lành rồi, còn được tới 3 thành viên lận đó. Có điều gì muốn nói với mọi người không nè? Tại em nghĩ là nãy em đoán câu là đúng á. Mà một phần là do bạn em đẩy em qua. À, đó bạn này nè. Rồi, hiểu. Nên em mong muốn là được quay lại. Em được quay lại và phát triển cái trí tuệ mình. Ừ, phát triển, ồ không em ơi, quay lại để phát huy cái sự thông minh của mình. Dạ. Chứ không phải đến đây để mình học bài, để mà quay lại phát triển trí tuệ. Rồi em trai, nói anh nghe xem. Dạ chị ơi, nếu chị tin tưởng em á, thì hãy chọn em sẽ cố gắng giúp chị. Bây giờ các em phải suy nghĩ đi, còn một lát mình sẽ hồi sinh bạn nào nha. Tạm biệt các em, mời các em về chỗ. Xin mời đội sư tử. Người ta ba thành viên và vượt qua câu vừa rồi không tốn ai hết trơn trọi. Ráng cố gắng mình cũng y chang vậy, đừng để rụng một ai tiếc nuối nghe. Mời đáp án của chương trình. Bầu trắng, mũi né, bầu trúc. Mời các em xem câu hỏi. Địa điểm được mệnh danh là tiểu sa mạc Sahara ở Việt Nam. Bắt đầu. Bầu trắng. Bầu trắng. Bầu trắng. Bầu trắng là có cát, có đồi cát này kia. Ừ. Bầu trắng đi. Nếu không chắc thì nên chia ra. Mũi Né thì thấy có biển thôi. Ừ. Bầu trắng. Bầu trắng. Tụi em chọn bầu trắng. Được ăn cả ngã vậy không? Các em đã quyết định chọn bầu trắng và không có chia lực lượng của mình ra. ST đã từng đến đây chưa? Đây là một cái kỷ niệm của em không biết. Một cái MV của nhóm 365 đã được quay tại đây. Là MV Get On The Floor và tụi em phải đi trên cát trong suốt một khoảng thời gian rất là dài. Và em nghĩ rằng là đây là cái nơi mà có cái bãi cát lớn nhất ở Phan Thiết. Tại vì anh cũng thấy có rất là nhiều người và chụp hình cưới ở cái địa điểm này. Nhưng mà đó có phải là bầu trắng hay không? Hay là nó nằm ở Mũi Né, Phan Thiết hay là bầu trúc? Bây giờ chúng ta sẽ xem. Anh sẽ công bố bầu trúc trước nè. Vị trí
Bảo Trúc đúng hay sai? Đây là đáp án không chính xác. Bảo Trúc thì nổi tiếng với làng gốm, chứ không phải là đồi cát hay là được mệnh danh là tiểu sa mạc Sahara. Còn lại hai đáp án Mũi Né và Bào Trắng, xin mời. Mạnh mẽ đối diện với cuộc đời nào. Đã từng quay MV ở một cái nơi như sa mạc mà không biết chắc chắn là phải vị trí này hay không. Gì vậy? Gầm cho nó sợ. Chính xác. Bào Trắng được mệnh danh là tiểu sa mạc Sahara. Nơi đây là cái địa điểm mà rất nhiều người đến đây để chụp hình hoặc là để quay những cái MV của những ca sĩ giống như Steve vừa mới chia sẻ. Mời các em đến đây. Hay quá, nhà mình cũng giữ được cả ba người giống bên kia. Hai bên đúng là ngang tài ngang sức thật sự. Mình gặp gỡ những người bạn của mình nha. Chào hai em. Bây giờ là các em sẽ có cơ hội được đội của mình dùng cái quyền hồi sinh để cứu một trong hai. Em rất mong được quay trở lại, nhưng mà để thể hiện cái học thức uyên bác của mình ấy. Wow. Em mong anh sẽ cứu em và tin tưởng em, và em sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Hai bạn có thể chơi trò chơi với nhau là quản tù xì không? Ai thắng thì đi ra thôi. Dạ có ạ. 1, 2, 3 1, 2. Nhưng mà đã nói rồi, tạm biệt các em nha. Bây giờ mời các em về chỗ. Như vậy là chúng ta đã khép lại vòng thi đầu tiên. Hai đội ngang tài ngang sức. Số tiền mà hai đội có được sau khi kết thúc vòng 1 cũng bằng nhau luôn. Mỗi đội 25 triệu đồng. Nhưng chưa hết, bởi vì hai đội trưởng vẫn còn đứng sừng sững hiên ngang ở đây, cho nên mỗi đội được cộng thêm 10 triệu nữa là 35 triệu đồng cho mỗi đội. Yeah. Làm như cái trí thông minh của mình tương đồng vậy sao? Ôi giời, ghê vậy. Làm như các bạn nghĩ rằng như vậy là các bạn có thể mang tiền về rồi hay sao đó. Ủa, chưa hả anh? Qua được vòng 2, chiến thắng vòng 2 thì chúng ta mới bảo toàn được số tiền mà chúng ta vừa có để mang về cho các bạn của mình. Và đội chiến thắng vòng 2 sẽ tiếp tục bước vào vòng đặc biệt để chinh phục chiếc két sắt 50 triệu đồng. Cơ hội rất lớn đang mở ra cho cả hai đội. Ai sẽ là người nắm bắt được cơ hội này? Chúng ta sẽ quay trở lại chương trình sau ít phút nghỉ giải lao quý vị nha.